mình sẽ có là hệ hô hấp dưới, và từ khí quản đổ xuống thì hệ hô hấp dưới nó không có vi khuẩn thường trú ha. Cho nên nếu như bất kỳ một cái nhiễm trùng nào của đường hô hấp dưới thì hiển nhiên gọi là nhiễm trùng hô hấp dưới rồi, nhưng mà những nhiễm trùng này mình thường là sẽ phải làm xét nghiệm, tại vì thông thường nó không có vi khuẩn thường trú. Bây giờ nếu như có nhiễm trùng thì phải xác định coi con gì nghe. Chứ còn nhiễm trùng hấp trên, ví dụ như là viêm họng, mọi người có ai viêm họng để đi làm xét nghiệm không? Trừ trường hợp nguy hiểm lắm mới đi làm xét nghiệm, đúng không? Còn lại là không. Vậy là tại sao không khí lại có thể ra vào dễ dàng giữa bên ngoài với lại hai lớp phổi? Bởi vì cái khí quản nó có cấu trúc là các phụ chữ C, nó sẽ giữ cho cái đường không khí của mình luôn mở ha. Rồi đó là lý do. Sau đó khi đi vào tới khí quản, đây, cái phần này nó tóm tắt lại khá là hay ha. Khí quản là 15-20 vòng sụn huyết xếp chồng lên nhau, có lớp niêm mạc tiết nhầy và nhiều lông chuyển di động liên tục. Niêm mạc tiết nhầy là để bắt những cái vi hạt, còn lớp lông chuyển tiết nhầy là nó có chuyển động hướng lên liên tục để sao đẩy cái lớp tiết nhầy đã bị dính cái dị vật á, như là bụi hoặc là vi khuẩn hoặc là các tác nhân đi ra ngoài theo đàm. Cho nên cái động tác khạc đàm, động tác ho là một cái động tác là một cái phản ứng bảo vệ. Cái động tác khạc đàm là do cục đàm phải được di chuyển lên tới ngay một thanh quản vùng hầu họng để mình khạc ra ngoài ha. Đây là một cái động tác bảo vệ nha. Bây giờ mình coi lại cái phần lồng ngực, đây là một cái khoang kính. Bởi vì phần giải phẫu mình đã học rồi cho nên em sẽ bỏ qua cái phần này để đỡ tốn thời gian của mình nha. Rồi đây là khung xương sườn, đây là các cơ hô hấp. Phần hoành co lại, mình nắm được cái điểm cơ bản trước. Vòng hoành co lại làm tăng thể tích lồng ngực. Khi vòng hoành co lại, mình sẽ nghe nó hơi ngực đúng không? Tức là nếu mình không tưởng tượng ra, mình đọc cái lý thuyết sẽ nó hơi ngược. Thực ra khi vòng hoành co lại, tức là cái lồng ngực nó sẽ giãn ra, đúng rồi. Vòng hoành co lại, lồng ngực sẽ giãn ra. Thì khi lồng ngực giãn ra thì thể tích của cái khoang ngực nó sẽ tăng lên, tức là hai thể tích lá phổi nó tăng lên, dẫn tới là nó tạo một cái áp lực âm, nó kéo không khí từ bên ngoài vào bên hai lá phổi, được chưa? Nó tạo ra cái sự chênh lệch áp suất, mà sự chênh lệch áp suất thì khó mường tượng, cái đó cái đại luật vật lý. Cái này mình qua một chút. Cơ hoành co, đây là cơ hoành giãn. Cái nó co tự nhiên hả thầy? Cái đó là cái động tác nó được coi như là nó thường thực hiện bởi cái thần kinh tự động. Thích nó thích là nó co, không thích là giãn ra. Hệ thần kinh tự động không phải, mới phải nói rồi, hệ thần kinh thực vật, tức là nó tuân theo cái, nó là những cái động tác cơ bản nhất, là những chức năng cơ bản nhất của con người, không phải là đi theo cái hệ thần kinh thực vật, tức là cái tự chủ của mình nha. Mũi, cái phần mũi này mình biết một cái chuyện, mình biết một vài chuyện sau đây. Thứ nhất, làm ẩm, làm ấm và làm sạch không khí đi vào. Làm ẩm, làm ấm và làm sạch. Làm ẩm là do đâu? Khoan mũi xoan. Khoan mũi. Làm ẩm nhờ đâu mà làm ẩm hả thầy? Làm ẩm hả? Nếu mà có hơi nước, ủa không khí ngoài nó ẩm rồi. Không khí ngoài không ẩm nha. Tại sao lại làm ẩm? Là dựa vào cách điều tiết từ vùng mũi ha. Tại sao lại làm ẩm? Bởi vì nó đầy nó không, mình gần với nhiệt độ của cơ thể con người. Không phải đấy, là thành ấm bộ. Cái ấm bộ của chị, cái ấm bộ mình nói á, nó là một cái thuật ngữ rất là chung
làm ấm là nhờ vào cái gì? Là nhờ vào một hệ mạch máu, hệ mao mạch. Hệ mạch máu ở mũi nó rất là phong phú. Nhờ có hệ động mạch đó, mạch máu nó luôn mang theo cái nhiệt lượng. Cái động mạch luôn mang theo cái nhiệt lượng. Thì khi mà mạch máu dày đặc như vậy thì luồng không khí đi qua nó sẽ trao đổi nhiệt. Cho nên luồng không khí đi vào luôn luôn cái bên ngoài không khí nó sẽ khác với nhiệt độ cơ thể. Nó sẽ mát hơn so với nhiệt độ cơ thể. Thì khi mà không khí đi vào, lúc này cái nhiệt độ khi đi qua mũi nó sẽ gần bằng với nhiệt độ cơ thể và nó sẽ không gây ra sự chênh lệch nhiệt độ, tránh bị bệnh. Tránh sự chênh lệch nhiệt độ dẫn tới là tổn thương tế bào và gây bệnh. Rồi tại sao làm sạch? Làm sạch thì nhờ hệ thống lông mũi hoặc là hệ thống dịch nhầy. Nha. Nó hệ thống cái dịch tiết nhầy á, nó sẽ bắt giữ những cái hạt bụi lớn. Nhưng mà nếu như hạt bụi lớn không bắt giữ được nữa, nên những hạt bụi lớn bị bắt rồi, giờ những hạt nhỏ hơn thì đi tới đâu? Nó sẽ bắt đầu đi tới cái vùng họng. Nó có hai cái amidan ở đây nè, là hai cái hạnh nhân khẩu cái hay gọi là hạnh nhân á. Thì lúc đó nó cũng là một hệ miễn dịch. Được chưa? Nó cũng có tác dụng là bắt giữ những cái tác nhân gây nhiễm. Rồi nếu sau đó nó không bắt giữ được nữa, nó đi xuống tới khí quản thì là sẽ có hệ thống tiết nhầy và lông chuyển. Nó có từng cái cấu trúc dành cho từng cái dị vật nhỏ dần. Đồng thời mũi còn đóng vai trò là một buồng cộng hưởng. Bởi vì cái buồng này nó có cấu trúc là một cái hòm. Cái hòm mũi á, thành ra nó sẽ đóng vai trò cái buồng cộng hưởng dành cho việc phát âm. Bên trên bên trong cái lớp nhầy, cái phần tròng mũi bên trên đây nè. Cái phần tròng mũi không, đây không phải là tròng mũi, đây là cái sống mũi thôi. Cái phần tròng mũi nó sẽ nằm cao hơn và nó nằm gần ngay, nó nằm phía dưới cái mắt, hai mắt bên đây. Được chưa? Cái phần tròng mũi nó sẽ chứa rất là nhiều cái sợi thần kinh khứu giác. Sợi thần kinh khứu giác nó không phải là một cái sợi dây dài thế đó, mà nó chỉ là những cái sợi li ti li ti li ti xuất phát từ ngay cái hành khứu ở ngay phía trên. Đó là một phần của não. Được chưa? Sợi thần kinh khứu giác nó bắt xuất phát ngay từ não ra. Do đó cái chuyện mà amip tự do nó có thể di chuyển theo cái đường thần kinh khứu giác mà nó lên thẳng trên não. Do có cái buồng cộng hưởng ở là mũi cũng như là các xoay, cho nên giọng nói mỗi người sẽ mỗi khác. Ngoài cái việc cái giai có dị thanh âm, nếu chỉ có dị thanh âm thôi thì giọng mình nó sẽ gần như nhau, không khác gì nhau hết. Nhưng mà do cái cấu trúc của cái buồng cộng hưởng giống như cái cây đàn á, giống như cái đàn guitar á, mỗi cái cấu trúc có khác nhau sẽ có một cái tiếng nó hơi khác nhau, đúng không? Do cái cấu trúc của mình, cấu trúc xương mặt của mình khác nhau, cho nên là cái buồng cộng hưởng nó cũng sẽ khác nhau và cái giọng nó sẽ khác nhau. Nếu như mình bị viêm xoay thì nghe cái giọng sẽ rất là khác, đúng không? Có ai bị viêm xoay không? Cái giọng sẽ nghe bị nghẹt chứ không phải là giọng căng hay là giọng rõ ràng nữa. Hơi đục. Đúng rồi. Rồi. Còn ngoài ra tại sao xoang này lại có trên, nó lại xuất hiện trên vùng mặt mà không xuất hiện trên vùng khác của cơ thể? Ví dụ xoang mình có là xoang trán nè, xoang mũi nè, rồi cái xoang sàn nữa. Có nhớ cái xoang không? Xoang là cái gì? Xoang là cái cấu trúc rỗng ở bên trong xương. Tại sao xương lại hình thành cái xoang mà không phải là xương đặc luôn cho nó dễ, đúng không? Hình thành xoang như nó rất rối vậy. Không nở được, xương làm sao nở được? Theo mọi người cái đầu mình nặng hay nhẹ? Rất là nặng, đúng không? Bây giờ nếu như xương đặt toàn bộ thì nó sẽ còn nặng hơn nữa. Thành ra một phần của cái việc tạo thành xoay nó là làm cho cái cấu trúc đầu trở nên nhẹ hơn. Ha? Chứ nếu không thì giống như cái đầu của em bé, tức là gục xuống mới đẻ, gục xuống cái đầu nó còn được đâu. Rồi chơi cái cơ cổ của mình ok mạnh, nhưng mà nếu như mà có thêm cái xoay thì nó sẽ nhẹ hơn rất là nhiều. Vậy lý do, một lý do. Nó còn lý do gì để về cái cấu trúc mà trao đổi phát âm oxy à? Phát âm. Rồi sau đó cộng chuyện nữa là nó có chức năng là gì? Nó những cái xoay trong này nó cũng có các tế bào lưu chuyển luôn. Khi mà bị viêm xoay á, là trong trường hợp mà bị viêm mãn tính lâu ngày, những cái đàm ứ động trong đó, cái lỗ ra của xoay bị lỉnh kính, thì những cái tế bào nó đẩy không đẩy được nhiều, không đẩy được hết. Sau đó cái mũ sẽ để lại viêm, viêm nặng hủy hết cái tế bào lưu chuyển, thành ra là mũ sẽ ứ động trong đây liên tục. Những trường hợp mà bị viêm xoay mãn tính mà có thể ra mũ luôn, nó phải đi nạo xoay là như vậy. Thành ra luôn đừng có để bị viêm mãn tính.
nếu mà được thì giữ cho nó ổn định. Rồi, đây là cấu tạo ngoài của mũi. Cái phần mũi của mình mà mình nắm ở đây nè, đa số là chủ yếu bị sụn. Còn cái phần trên này là cái phần xương, cái phần cứng cái này là phần xương. Được chưa? Mình sẽ rời đây, mình thấy có cái phần cứng nè. Hiển nhiên mình khó mà phân định được chỗ nào cứng, chỗ nào mềm đó, bởi vì da phủ dày quá. Đúng không? Nhưng mà ở phía trên này, ngay chỗ trên đó mới chán là một phần xương. Đây gọi là xương mũi. Thì khi mà bị tổn thương gãy á, thì nó sẽ để bọc máu ở đây. Nhưng mà nếu cái phần sụn ở đây mà bị tổn thương thì bị lợn. Tại vì sụn ở trong không có chứa máu. Đúng không? Có những người bị đánh nhau mà bị lợn cái xuống mũi á. Nhưng mà đó là phần sụn. Còn nếu phần xương gãy thì sao? Bọc máu. Rồi, đây là cái sụn ha. Mà thật ra học về cái vùng sụn này chủ yếu là dành cho vấn đề thẩm mỹ thôi. Đây là cấu trúc khoang mũi và mọi người thấy rõ ràng là cái chân mũi nó cao hơn hẳn so với những gì mình thấy bên ngoài, đúng không? Cái chân mũi đây, đây cái não nè, cái sọ nè. Thì đây là cái chân mũi nè. Được chưa? Cái chân của mũi mình. Mình nhìn ngoài mình nhảy cái mũi nó rất là hẹp. Nhưng thật ra không, bên trong nó rất là rộng. Có nói những cái xoăn, xoăn, cái này gọi là xoăn mũi chứ không phải là xoang mũi. Bên trong thì gọi là xoăn ha. Còn phía trên này mình thấy có một cái khoảng rỗng trên đây không? Cái này gọi là xoang nè. Đúng rồi, xoang này là xoang cạnh mũi chứ không phải xoang chán trên. Xoang chán nằm ở giữa này luôn. Còn này là xoang cạnh mũi, nó là những cái khoang rỗng nằm ở giữa xương. Còn đây, ở đây đang nói về cái xoăn mũi. Thì cái xoăn mũi là cái gì? Cái xoăn mũi nó giống như những cái cánh vậy đó, để cho không khí nó đi lướt qua. Thì cái không khí nó đi ngang qua cái đó, nó có cái dịch ngày nó sẽ bắt lại những cái hạt dị vật lớn. Rồi, còn gì nữa đây? À, hình ảnh này ở đây là cho thấy mình đi từ vùng mũi cho tới vùng hầu hẳn. Đây khoang mũi ha. Và đây là hình ảnh của sợi thần kinh lớp niêm mạc ở trong mũi. Và trong này nó có các sợi thần kinh khứu giác nè. Những sợi thần kinh này cực kỳ nhỏ. Đúng không? Cho nên lý do tại sao mỗi lần mà mình bị viêm mũi là mình không ngửi được cái gì hết. Bởi vì cái lớp niêm mạc dày nó che hết mấy cái gì cụ thể nè. Đây là cụ thể nè. Cụ thể nó phải lòi ra bên ngoài nó mới bắt được cái gì, cái tác nhân để là kích thích, tạo ra kích thích mùi. Nhưng bây giờ viêm mũi thì sao? Nó đóng ngàn đàm đầy hết trên này thì hiển nhiên là không thể nào mà tiếp nhận được rồi, đúng không? Thành ra là viêm mũi thường sẽ bị ngẹt, ngẹt luôn cái mũi, không có nghe được cái mùi gì nữa. Rồi, đây là dòng không khí nha. Đây là xoang mũi khi mà mình nhìn vào. Mình sẽ nhận ra những cái xoang mũi. Khi mình nhìn vào mình thấy trong mũi nó có những cái cục dày, mình không biết là cục gì. Nhưng thật ra mình chỉ thấy được hai cái xoang mũi. Đây là cái xoang mũi dưới. Nhìn bên thì nó không dày. Là mình nhìn ngang vô nè, khi mà đi nội soi mũi á, mình nhìn ngang vô mình soi mũi mình thấy đây. Nhìn thẳng vô từ dưới nhìn lên mình thấy được cái này. Với lại cái này. Tức là thấy được xoang mũi giữa với lại xoang mũi dưới với xoang mũi giữa. Còn xoang mũi trên thì nó rất là khuất, không thấy được. Mình nhìn vào mình thấy đây xoang mũi dưới và đây là xoang mũi giữa. Được chưa? Nó là hai cái cục bên trong mũi mình. Nếu mình nhìn mình soi thử cái đèn pin mình sẽ thấy. Đây là cấu trúc các xoang ha. Xoang đây là xoang trán nè. Những cái xoang tô màu này là ta tô màu những cái hốc ở giữa xương đó. Đây là hai cái xoang trán. Đây là cái xoang bướm, đây là cái xoang sàn, đây là cái xoang hàm. Viêm thường là viêm một trong mấy cái này, nhưng mà mỗi lần viêm rất là khó chịu. Ví dụ viêm ở ngay xoang trán á thì sao? Sẽ thấy bị nhức đầu, đúng không? Đau đầu và hay nhăn lại, khó chịu lắm. Còn cái xoang hàm sẽ bị đau vùng hàm hoặc là đau tới vùng răng, tại nó nằm ngay phía trên cái răng. Đây là các xoang mũi. Xoang mũi người ta, những cái mặt người ta cắt dọc rồi ha. Đây là mạch máu mũi. Cái phần mạch máu của mũi thì sao? Để coi có cái gì nhớ không ta. Cái mạch máu của mũi đó, nó sẽ đi sát thế nào? Mình thấy cái ngách, cái trụ mũi giữa này đúng không? Cái trụ mũi giữa này là thì là cái động mạch mũi đó, nó sẽ đi sát ngay trong cái thành. Nó không phải đi trên vùng da này. Nó đi sát ngay thành, ngay đường giữa. Đây. Cái chỗ này nó có một số cái điểm.
đây nè, chỗ này nè, chỗ này dễ chảy máu mũi nè. Một số cái điểm này để làm cái gì? Nếu như bị chảy máu mũi ngay đây, tại sao người ta lại có những cái điểm này? Tại vì khi mình động mạch nó giống như cái con sông á, nếu mà mình chặn cái thượng nguồn thì cái hạ lưu nó sẽ mất hết nước, đúng không? Vậy bây giờ những cái điểm này là những cái điểm mà khi bị chảy máu mũi không cầm được, thì khi tới bác sĩ tai mũi họng hay bây giờ vào cấp cứu tai mũi họng, người ta sẽ tìm những cái điểm này và người ta chặn ngay cái mạch đó lại, thì vùng dưới sẽ không chảy máu mũi nữa. Đây là những cái điểm, được chưa? Bởi vì đây, thứ nhất đầu tiên động mạch sàn trước là nó có hai cái nhánh, chặn hai cái nhánh này lại. Còn đây động mạch bướm khẩu cái nó cũng phân phối máu, chỉ ba nhánh này thôi là phân phối máu cho toàn bộ của vùng mũi, thì người ta chỉ cần chặn là nó sẽ ngưng hoặc là giảm. Không, khi nâng mũi cố gắng người ta chỉ tác động trong mô mềm, chứ không ai mà người ta không muốn đụng tới động mạch, tại vì đụng tới động mạch nó rất là khó chịu nha. Những cái động mạch này nó xuất phát từ ngay động mạch cảnh bên này luôn, nên nó mang ra máu khá nhiều. À không có, người ta chỉ chèn cái cục gạt lên thôi, nó giảm máu, nó đông lại, máu dưới đông lại rồi ta thả ra. Quan trọng là mình đỡ cái vấn đề đông máu thôi nha. Chảy máu cam là do nó tổn thương cái mạch máu trong mũi, đơn giản như thôi, nó tổn thương cái mạch máu ngay trong mũi nên nó sẽ bị chảy máu ra ngoài. Còn tại sao lại tổn thương thì rất là nhiều nguyên nhân ha. Thì có thời gian mình sẽ hay về vấn đề đó, mình nhớ nhắc em câu hỏi nha. Đi lại đi chị mình. Thần kinh của mũi, hệ thần kinh của mũi đây nè, đây là cái hành thú nè. Thì đây, thần hành thú này là xuất phát từ đâu? Xuất phát từ ngay cái não. Còn đây là các sợi thần kinh khứu giác và nó rất nhỏ, nó rất li ti, mình không thấy được nha. Chỉ khi nào mà giải phẫu cái xác ra mình thấy được những cái sợi li ti li ti đó thôi. Nó giống như mấy cái rễ nhỏ của cây mới mọc á. Vậy nó nhìn khoảng phần hay phần gì đó? Không có, không thấy được nha. Từ nhỏ hơn nữa hả? Rồi, nếu như vậy thì mình có thể mường tượng được cái hình ảnh là khi mà con amip nó thể đi thẳng trực tiếp từ phía dưới này lên, được chưa? Đây là giới hạn của vùng hầu và mình không học vùng này nha. À, bên này chắc nói sơ một chút về cái hạnh nhân khẩu cái. Cái cột này nè, cái cột mà nó xù xùi nè, hai bên này nó là cái hạnh nhân khẩu cái, hay còn gọi là amidam. Đây là một tuyến, đây là một hệ miễn dịch, được chưa? Nó có tác dụng là bắt giữ các tác nhân cũng như là sinh ra cái miễn dịch. Nhưng mà trong trường hợp viêm nhiều quá nó sẽ gây gì? Nó sưng, nó miễn gì là gây viêm amidam. Nhưng mà vấn đề tại sao phải cắt? Bởi vì nó sưng và chảy mũ quá nhiều. Nếu như nó chỉ sưng thông thường, sưng đỏ nó sẽ khỏi cần làm gì hết, uống kháng sinh giảm, ok. Nhưng mà nếu nó sưng chảy mũ và loét, nó sẽ kéo dài và gây bội nhiễm thêm, nên thành ra phải cắt. Nhưng mà có nên cắt đại trà không? Tại vì đây là một tuyến miễn dịch. Khi nào mà mình có đầy đủ miễn dịch tạo ổn rồi thì mình có thể cắt. Ủa thầy, khi cắt và cắt một hay cắt hết hai? À, bên nào bị viêm lết nhiều quá nhưng mà thường ta cắt hai, cắt là cắt hết luôn rồi. Đúng rồi. Tại vì hai bên, nhưng mà thường nếu như chỉ có một bên lết hết viêm mũ thì là người ta cắt một bên thôi. Rồi, đây là phần lưỡi gà. Cái lưỡi gà này nó là cái cơ ha. Cái lưỡi gà này là cái gì? Mình xác cái lưỡi gà thế nào? Đây là cái phần mình thấy mình đụng cái lưỡi lên cái chồng họng á, mình thấy không, mảng cứng và mảng mềm đúng không? Phía trước cứng, phía sau mềm, thì đây là cái phần cứng và phía sau là cái phần mềm, và cái phần mềm này nó sẽ thòng xuống dưới hình thành nên cái lưỡi gà mà mình thấy ở đây, được chưa? Cái phần này gọi là cái này là cái cơ khẩu cái nè, được chưa? Hay là cái lưỡi gà. Tại vì cái khí quản nó, cái đường dẫn khí nó là chung một đường, thì khi không khí đi ngang cái dây thanh âm nó sẽ rung lên, và khi nó rung nó sẽ tạo ra cái âm thanh kết hợp với lại cộng hưởng của cái
cái xoay để hình thành nên cái tiếng nói. Cái hai cái dây thanh âm này nó nằm nó hình cái dạng hình chữ V ngược. Nếu như có một cái dị vật nó kẹt ngay đây thì tắt luôn cái đường dẫn khí. Em nói dị vật nó sẽ tắt luôn cái đường dẫn khí, được chưa? Rồi, hoặc là trong trường hợp bệnh nhân bị phù cái dây thanh âm này do gì, do dị vật nó cũng sẽ chèn ép và nó hẹp luôn vùng này nha. Đúng rồi, nó hẹp lại là không thở, tại vì này có một đường dẫn khí là dây thanh âm nó nằm ngay giữa đường để nó tạo nó rung tạo nên âm thanh đó. Những cái ngách này nó sẽ rất dễ bị kẹt cái dị vật, ví dụ như ăn uống mà mình nói á thì ăn uống nó sẽ bị kẹt vào đây những cái ngách này hoặc những cái ngách này và nó dễ sinh mụn. Vùng này vi khuẩn nhiều không? Rồi, nói cái dây thanh âm này, nói thêm một chút xíu, dây thanh âm nó có thần kinh chi phối. Thần kinh chi phối như thế nào? Nó có thần kinh thanh quản trên là đi từ trên xuống, được chưa? Và nó có một cái là thần kinh thanh quản, thần kinh quạt ngược. Quạt ngược là sao? Là nó đi ở dưới rồi nhưng mà sau đó nó bắt ngược trở lên để nó chi phối những cái cơ thanh cơ của dây thanh quản, cái dây thanh âm á. Nó chi phối cho cơ dây thanh âm. Tại cái dây thanh âm nó là một sợi mô thôi, nhưng mà do có những cái cơ nó co kéo, nó co kéo theo cái cử động của mình á, theo cái phát âm của mình á, nên mình mới tạo ra được cái chữ, cái tiếng nó giống như mình vẫn đang nghe. Nhưng bây giờ nếu như cái cơ này nó bị liệt thì cái âm thanh nó sẽ khác liền, đúng không? Vậy tại sao nó bị liệt? Thì một những nguyên nhân nó bị tổn thương cái thần kinh. Thần kinh gì? Mình nhìn ở đây xíu ha, cái này nói thêm một chút, nói tại sao cái phẫu thuật này nó khá quan trọng. Nó có một cái là phẫu thuật tuyến giáp, mọi người có nghe chưa? Rồi, đúng không? Phẫu thuật là tuyến giáp hoặc là những cái ở ca sĩ á, nếu như mà nó người ta rất là ngại tiếp xúc với lại những cái phẫu thuật ở vùng hầu hạ. Tại vì sao? Đây là cái cấu trúc ha. Đây là hai cái tuyến giáp nè. Đây là một cái tuyến giáp, tuyến giáp chỉ có một thôi nha. Hai thùy của tuyến giáp. Thì cái thần kinh hoặc ngược thanh quản mình nhìn nè, nó đi phía dưới này đúng không? Nhánh đây, sau đó nó hoặc ngược lên trên đây và nó gần với lại cái gì? Gần với cái tuyến giáp. Vậy trong trường hợp mình kẹp cắt tuyến giáp, nếu mình tổn thương tới đây, mình kẹp cái động mạch ở đây nè mà mình kẹp lộn cái thần kinh thì sao? Nó sẽ bị khàn tiếng. Vậy một trong những cái biến chứng của cắt thì là phẫu thuật tuyến giáp, trong đó có khàn tiếng nha, là do tổn thương thần kinh hoặc ngược thanh quản chứ không phải là thần kinh thanh quản trên. Thần kinh thanh quản trên nó đi có con đường mà, nhưng mà thần kinh thanh hoặc ngược nó khác, được chưa? Nè, nó đây thần kinh hoặc ngược nè, rồi khí quản. Này cũng là giải phẫu luôn. Đây là cấu trúc để rồi cái màng phổi vậy đi cho dễ nhìn nè. Đây là phổi nè. Còn cái lớp màng trắng bao xung quanh này sẽ là cái khùy, cái màng phổi. Và cái màng phổi này nó sẽ trải dài cho xuống tới cái xương sườn mình chạm được như này. Mình chạm được xương sườn mấy? Xương sườn cột cho 12 ạ. 10 thôi chứ. 11, 12 nó tự do mà. Mình chạm được tới xương sườn số 10 thì cái màng phổi nó sẽ thật ra nó chảy xuống cái xương sườn số 11 nha. Nó chảy sâu xuống dưới, mọi người thấy phần dưới này có lá có phổi không? Không, nhưng mà cái lá màng phổi nó vẫn kéo dài xuống tới dưới, được chưa? Tại vì sao? Nó phải bám lên trên cái lồng, nó không thể nào bám nửa chừng được, nó phải bám cho hết. Rồi, khi mà có tổn thương như viêm thì là cái dịch nó sẽ tụ phía dưới này. Dịch viêm hoặc dịch lao hoặc dịch ung thư nó sẽ tụ phía dưới này, nó thành ra cái tình trạng này tràn dịch màng phổi, gây tràn cái phổi khó thở. Cái này phải học. Thùy phổi ha, phổi phải có mấy thùy? 3 thùy. Mấy khe? 2 khe. À đúng rồi. Thì trong cái thùy, trong các thùy là nó cũng chia ra vậy ha. Cho học mọi người tới đó là đủ rồi. Học tới đó mình biết là được rồi. Tại mình sẽ nhìn được những cái khe đó, những diễn viên mình có thể có. Rồi, tiểu thùy phổi và phế nang đây. Các ống phế nang là đây. Đầu tiên
diện tích của tổng diện tích của phế nang là bao nhiêu? Là 70 đến 90 mét vuông. Mình trải ra đất thì nó rất là dài, nó rất là bự. Nha, nhưng nó gom lại xếp theo cấu trúc của phế nang thì lúc này nó chỉ bằng hai lá phổi. Được chưa? Và ruột cũng có cấu trúc xếp y chang như vậy. Nó chỉ cần tạo ra nếp gấp. Nếu như trải tất cả những nếp gấp đó ra thì nó sẽ rất. Nhưng mà nếu như nó trải dàn mỏng ra, nó bự vậy, nó sẽ không trao đổi nhiều bằng cái trạng thái gấp nếp hoặc là dạng chen chúc nhau như vậy. Đây là cách phế nang. Và mỗi cái phế nang nó làm sao? Mỗi cái bóng phế nang này nó lại được bao quanh bởi một hệ mao động mạch, mao mạch và tĩnh mạch dày đặc. Nhờ đó lượng không khí trao đổi rất là lớn. Động mạch phổi là chứa cái máu màu đen, máu tĩnh mạch, nó đưa nó lấy máu từ cái thất phải sẽ lấy máu từ nhĩ, được chưa? Rồi động mạch phổi nó sẽ đưa máu lên tới phổi, nó trao đổi khí hình thành cái máu đỏ sẽ quay về theo tĩnh mạch phổi và đi tới vị trái, lên tới thất trái. Rồi, đây là đại tuần hoàn và tiểu tuần hoàn. À, giờ tôi xử lý OH, cái này mới là định nghĩa cơ bản của OH, không gì hết, trao đổi khí CO2 và oxy. Oxy gọi là dưỡng khí, còn CO2 gọi là kháng khí ha. Kháng khí. Nha, kháng khí là cái từ THAN sắt, kháng khí. Quá trình OH bao gồm 4 quá trình, mình phải nhớ cái này là học nha. Thứ nhất là thông khí thế này. Cái này nó phải thông đầu tiên. Thứ hai là trao đổi khí tại những thế này. Thứ ba vận chuyển khí. Và thứ tư là trao đổi khí tại mô. Thì thông khí thế này xảy ra đâu? Thông khí thế này nó xảy ra ở thế này, hiển nhiên là đúng, nhưng mà xảy ra trên toàn bộ đường hô hấp chứ, đúng không? Nó sẽ xảy ra trên toàn bộ đường hô hấp và mỗi phần của hệ hô hấp đều có vai trò hết trong cái việc thông khí thế này. Này trao đổi khí phổi xảy ra ở đâu? Ở ngay tại phế nang. Cái phế nang là nơi nó trao đổi, là giống như cái trạm dừng chân đó, và những cái ga chuyển vận chuyển CO, nó trao đổi CO2 và oxy. Vận chuyển khí ở đâu? Là trong máu, dùng máu thôi. Động mạch là oxy, nhưng mà tĩnh mạch là CO2. Trao đổi khí tại mô thì xảy ra ở ngay chỗ mô. Ví dụ trao đổi khí ở mô cơ thì là xảy ra ngay tại mô cơ, không có nào xảy ra tại mô phổi được nhé. Ủa thầy, cái thông khí có nghĩa là mình để cho nó trống rỗng hay sao? Cái thế nào? Thông khí nghĩa là nó trong bên trong nó chứa đầy không khí, thông thoáng á. Là nó đầy vậy, chứ không phải là nó là thông thoáng á, nói chung là thông thoáng không bị tắc nghẽn. Yeah. Rồi là thông khí thế này. Không có. Rồi. Vậy là mấy cái người mà bị hen suyễn là không phải không có thông đúng không? Cái đó nó phức tạp đó. Bên khoa giờ học sản lý cao quá. Các bệnh lý hen suyễn hay COPD nó rất là phức tạp. Không phải giải thích bằng một hai cái cơ chế thì mình mới học được ra được đâu. Nó kết hợp nhiều thứ hơn. Thành ra cái bệnh đó là một trong những bệnh chủ yếu hơn một hát á. Mà những bệnh một, những bệnh chủ yếu như vậy bởi vì nó không dễ để điều trị. Và càng lúc càng có nhiều cơ chế cho nên người ta mới nghiên cứu ra. Nên không, nếu chỉ hết bằng một hai cơ chế thì nó đã rất dễ điều trị. Quá trình thông khí phế nang là sao? Mình phải biết rằng trong cơ thể mình, cái áp suất trong cơ thể mình nó sẽ khác với lại áp suất ở bên ngoài. Áp suất khí quyển là cái không khí bên trong bên ngoài. Áp suất là gì? Giờ định nghĩa áp suất là gì? Áp suất là sự chênh lệch của. Không, áp suất. Áp suất là
cái này là nghĩa vật lý chùa lực tính trên một đơn vị diện tích à, là gì, là lực tác động trên một đơn vị diện tích. Rồi vậy bây giờ áp suất khí quyển là cái lực, đây là cái khối lượng không khí nó đè lên trên cái bề mặt trái đất, hiểu một cách đơn giản là vậy, thì nó ra được cái áp suất khí quyển. Áp suất phế nang là cái áp suất của cái lượng không khí nó đè lên cái thành phế nang. Khi mà áp suất khí quyển nó lớn hơn áp suất phế nang, lúc này không khí sẽ đi vào bên trong phổi. Tại vì sao? Không khí nó sẽ có hướng di chuyển là từ nơi cao về nơi thấp để nó sang bằng cái áp suất hai bên đều nhau. Được chưa? Giống như là cái bình zip hôm bữa em có nói thí dụ với mọi người. Bên trong cái bình zip lúc mình hút chân không thì áp suất bên trong nó sẽ âm. Tại sao thấp? Tại sao nó lại thấp đi được chứ nó âm? Tại sao lại thấp? Bởi vì không khí. Nó không có không khí. Đúng không? Thành ra bên cái lượng không khí, cái lượng, cái khối lượng tác động lên trên cái thành bề mặt. Cái khối lượng tác động lên trên cái bề mặt của cái bao nó sẽ rất là thấp. Còn trường hợp âm tại sao? Bởi vì còn nhiều hợp có không khí luôn và thậm chí còn hút thêm nữa. Rồi lúc này lực tác động lên sẽ là âm. Rồi, bây giờ khi mà mình mở cái bình zip đang bị hút chân không ra, có phải không khí sẽ ùa ngay lập tức không? Nó sẽ có xu hướng đi từ cao để thấp. Lúc nào cũng vậy nha. Áp suất khí quyển khi lớn hơn áp suất phế nang thì không khí sẽ đi từ nơi cao vào nơi thấp, là từ đi từ bên ngoài vào bên trong phế nang. Nhưng mà khi mà áp suất phế nang lớn hơn, lúc này không khí sẽ đi ra. Khi nào áp suất phế nang lớn hơn? Ví dụ trường hợp mình hít vào rồi ha, mình bị ngộp thở. Trong lúc này oxy nó trao đổi vô nhưng mà CO2 càng lúc càng đẩy ra, thành ra cái lượng CO2 trong phế nang sẽ căng đầy lên, dẫn tới là áp suất trong phế nang nó sẽ cao hơn. Thì khi mà mình thả ra, lúc này không khí nó sẽ đẩy từ trong ra ngoài. Là lúc mình thở ra. Được chưa? Được không mọi người? Tạm hiểu không? Tạm mình được rồi, sai đâu. Cái quan trọng hình thành những cái áp suất này là do cái cơ, cái vận chuyển của cái chuyển động của cái lồng ngực. Thì khi mà cái lồng ngực nó co lại, khi lồng ngực nó co lại, hoặc là khi nó thả giãn nó đi, đầu tiên thở ra đi. Khi lồng ngực mình hít vào đi, khi lồng ngực nó giãn ra, thì lúc này hai cái lá màng phổi do nằm sát nhau, cái áp lực âm ở giữa giống như nó dính nhau á. Lồng ngực giãn, nó sẽ kéo cái màng phổi thành. Màng phổi thành dính với màng phổi tạng, rồi màng phổi tạng kéo hai lá phổi giãn ra, bự ra. Lúc này khi mà cái lá phổi nó giãn thì cái phế nang nhỏ bên trong nó cũng giãn tương tự. Mà khi nó giãn ra với cùng cái thể tích khí mà cái bình chứa nó bự ra thêm, thì lúc này có phải là cái áp suất nó bị nhỏ lại không? Đúng không? Thì lúc này cái áp suất bên trong phế nang nó sẽ nhỏ lại, dẫn tới chuyện không khí sẽ đi từ ngoài. Được chưa? Còn khi mình thở ra là khi lồng ngực của mình thu nhỏ lại, cơ hoành giãn ra, lồng ngực thu nhỏ lại. Lúc này là mình nén phổi nhỏ lại, phế nang đáng lẽ cũng nhỏ lại nhưng mà lượng không khí bên trong lại nhiều, thành ra áp suất phế nang cao hơn và nó đẩy không khí ra ngoài. Được chưa? Cái cơ chế của hô hấp là dựa vào cử động của cơ với lại cái áp suất. Áp suất rất là cơ đẹp. Là cử động đóng mở thôi chứ đâu có tạo cái lực. Đâu có đóng mở. Nó không có lực trao đẩy ra khoảng. Nó phải có dây lực chứ. Giãn nở nó tạo. Vậy trong trường hợp ví dụ như mình bị cái độc tố gây liệt đó, đúng không? Mình liệt mà những cái cơ hô hấp mình cũng đâu thở được đâu, mặc dù áp suất không bị tổn thương. Đúng không? Đơn giản rồi. Động tác hít vào, slide này học nha mọi người, em sẽ gửi mọi người cái này. Động tác hít vào là một động tác tích cực. Lúc này cơ nó cần cái công, tức là cần năng lượng để tạo ra cái cử động này. Thì chọn hai cái động tác bình thường. Thở bình thường có những cơ gì tham gia? Thứ nhất cơ hoành. Cơ hoành hiển nhiên là cơ phải tham gia. Ngoài ra còn một cơ là cơ liên sườn ngoài. Những cái cơ này của cái khoảng gian liên sườn đó, nhưng chỉ là cơ liên sườn ngoài thôi, chưa? Nhưng mà khi gắng sức thì tất cả các cơ nó sẽ tham gia hết. Ví dụ như cơ ức đòn chẩn hay là cơ răng trước. Nói cơ ức đòn chẩn cho dễ đi.
hoặc là cơ cánh mũi, cơ má, cơ lưỡi. Bây giờ cơ đầu chẩm là một cơ hóa phụ. Cơ đầu chẩm là cái cơ mà mình thấy nó đi chéo ngay đây nè, nó bám tới ngay cái đầu của cái xương đòn này nè. Khi mà mình thở quá nhiều hoặc là khi mình thở nhiều quá, mình rướn người tới để thở á, thì lúc này nó sẽ nổ rõ cơ này lên. Còn trong trường hợp mà bị khó thở, mình sẽ thấy bệnh nhân thở làm sao? Phồng hai cái mũi lên, đúng không? Hoặc là phồng hai cái má lên. Để làm cái gì? Không phải là để, không phải, nó không phải là cái gọi là để tạo cái hình ảnh cho nó đẹp. Mà cái đó là do nó làm giảm bớt cái kháng lực cho đường hô hấp. Khi mà lỗ mũi nó dễ nó làm dài thì đó cái lượng không khí đi vào nó sẽ nhiều hơn, giảm bớt kháng lực. Cho nên cái dấu hiệu khi mình thấy bệnh nhân bị khó thở là sao? Thở mà giãn cái mũi hút ra đi, hít vào rất là lớn rồi mũi nở ra ha. Cái đó là giai đoạn mà khó thở nặng, bởi vì phải dùng tới cơ hóa phụ. Nếu như khó thở nhẹ cùng lắm là người ta chỉ tăng cái di động lồng ngực. Nhưng mà khi mà hô hấp, suy hấp nặng hơn, người ta sẽ thở tới bằng những cơ hóa phụ luôn, dù không giúp ích gì. Nhưng mà đó là một dấu hiệu để mình thấy. Ví dụ cơ cánh mũi hoặc là cơ má. Sau đó động tác thở ra là động tác thụ động, được không? Động tác thở ra là một động tác thụ động. Hít vào mới cần, chứ còn thở ra nhẹ lắm. Được chưa? Cho nên lúc chết, trước khi chết, lấy một hơi lên thôi, sau đó thở ra, đâu cần thôn gì đâu. Lúc thở ra là chết luôn. Tại vì cái động tác thở ra là động tác thụ động, không tốn năng lượng. Gắng sức. Chứ là có cái một cái là thở vào nhưng mà hết bằng cái hơi bụng. À, hết bằng bụng, thật ra là mình đang làm tăng cái áp suất ở bụng. Khi mà tăng cái áp suất ở bụng á, thì là nó sẽ đẩy cơ hoành. Ví dụ áp suất bụng tăng lên thì sao? Ép cơ hoành nhỏ lên. Khi mà mình ép cái bụng lại, ép cái bụng, khớp cái bụng lại là mình tăng áp lực ở bụng, thì cơ hoành nó sẽ đẩy lên, đúng không? Nó sẽ dồn cơ hoành lên trên. Lúc này cái lồng ngực mình nó sẽ sao? Thật ra mình thở bình thường, mình thở bằng không, cái vấn đề thở này chắc là phải nói riêng hơn. Bởi vì nó nằm bên cái cơ học của thở này nó sâu lắm, chứ không phải đơn giản một hai cái. Nó còn liên quan tới vấn đề mà mình dùng máy thở nữa, chứ không phải chỉ là đơn giản nói như là xong. Cái này hơi lâu, đi chú lại câu hỏi nha. Còn có gì em sẽ giải đáp cho vào bữa sau. Chú lại câu hỏi gì? Đi chú hỏi nha. Động tác thở ngực bụng, động tác thở bằng ngực thì nó bằng bụng hết. Chứ giờ là sợ không kịp tới 142 slide rồi. Mình nói cái này trước nha. Động tác thở ra là thụ động. Nhưng mà khi thở ra gắng sức thì phải dùng cơ gì? Là cơ thành bụng trước. Là mình sẽ dùng cái cơ thành bụng trước, tức là dùng toàn bộ cái cơ bụng của mình để mình cố gắng mình đẩy không khí ra. Được không? Nó sẽ ép cơ hoành lên. Cơ liên sườn trong có thể sẽ gây hẹp cái liên sườn. Ủa vậy tại sao thở ra là thụ động mà đôi lúc còn phải gắng sức nữa là sao? Gắng sức tức là mình đang chủ động, đúng không? Đẩy nó ra. Vậy khi nào? Trong trường hợp bệnh gì? Bệnh hen suyễn. Trong bệnh hen suyễn là bệnh nhân bị hẹp đường hô hấp, chích hẹp đường hô hấp là do phản viêm hoặc là nhiễm. Khi mà bị chích hẹp đường hô hấp như vậy, bệnh nhân sẽ thường bị thở khọt hè, đúng không? Mà tại sao trong bệnh nhân suy bị hen á, bệnh nhân là hít vào bình thường nhưng mà tới đoạn thở ra nó mệt, đúng không? Cái đoạn thở ra rất là mệt và lồng ngực lúc nào cũng giãn ra nữa. Tại sao? Bởi vì do hẹp, cho nên khi mà cái động tác hít vào là động tác gì? Chủ động, nó đẩy cái không khí vô. Nhưng mà tới cái đoạn ra thì sao? Do cái lồng nó hẹp, động tác thụ động mà, nên không khí nó sẽ đi qua rất là ít, qua cái đường ống hẹp rất là ít, cho nên cái lồng ngực nó sẽ vẫn còn giãn nở ra hơi lớn và bệnh nhân sẽ có cái tiếng thở rít, rít hay thở khò khè á. Mỗi lần thở ra nghe cái tiếng đó, nó đẩy không khí nó đi qua cái lồng ống hẹp, nó sẽ nghe cái tiếng.
hoặc hè nhỉ. Được chưa? Bởi vì khi mà mình biết cái cơ chế ngáy không gì hết, ngáy là do trong trường hợp ngáy có nhiều nguyên nhân lắm ha, nhưng mà trường hợp thường là do cái cấu trúc ở hầu họng á nó bị bự quá, nó đè xuống cái đường hô hấp ở đây cho nên tạo ra một cái vòng xoáy, cái vùng xoáy giống như là nước mà nó đi qua một cái chỗ mà trên đường ống nha, có chỗ bị bong ra thì đến có chỗ cản á sẽ tạo ra cái vùng xoáy ở phía sau, được chưa? Như cái định luật Bernoulli thôi, nhưng thôi như đầu quá. Thì khi mà cái dòng không khí nó đang đi trong ống bình thường mà tự nhiên đột một cái đường ống nó bị nhỏ lại do bị đè thì là cái đoạn phía sau nó sẽ sinh ra một cái dòng xoáy có thể tạo ra cái tiếng ngáy. Nhưng mà thường những người bằng bị ngáy á có thể là có cái hội chứng ngưng thở khi ngủ, mình có nghe không? Cái ngưng thở khi ngủ á là do cái cấu trúc của nó, cấu trúc hoặc là do béo phì, hoặc là do béo phì thì cấu trúc ở vùng này nó sẽ bị chèn, hoặc là do cái tư thế nó sẽ dẫn tới nhiều bệnh lắm. Bởi vì do thiếu oxy mãn tính á, nó có thể gây ra nhiều bệnh nội tiết, ví dụ như là đái tháo đường hay rối loạn lipid hay là tăng huyết áp. Ngáy nhiều nguyên nhân lắm. Đó là cái kết quả, ngáy chỉ là cái kết quả thôi, còn con đường thì dẫn tới nó thì rất là nhiều. Thành ra nếu mà nói về ngáy không á, mình phải hiểu được cái cơ học của tại sao nó sinh ra cái hiện tượng ngáy, rồi từ đó mình mới giải thích được à do cái yếu tố này chèn ép, do cái yếu tố kia nó gây bẩm sinh, thì đó mình mới ra được tất cả các bệnh. Nhưng mà ra được tất cả các bệnh là một chuyện, còn để chẩn đoán đúng cho bệnh nhân là một chuyện khác. Giờ quan trọng nhất khi mà có người bị tới ngáy mà tới hỏi mình là làm gì mà bị khó ngủ nữa thì chắc khả năng nhiều quá là có thể bị ngưng thở khi ngủ. Trong lúc ngủ nó có những cái đợt ngưng thở, đang thở đều nhưng không cái thở lại, những người đó thường sẽ có ngáy. Cái đó đi đo một cái gọi là đo cái đồ thị giấc ngủ á, nó có một cái gọi là đo cái đồ thị giấc ngủ mà nó chỉ đo nó, cái máy đó nó có ở bên đại học y dược, bệnh viện học y dược hoặc là ở bên trung tâm nghề nghiệp sức khỏe nghề nghiệp lao động môi trường thì phải. Tại đo cái đó ra xong người ta phân tích mới phát hiện được có ngưng thở khi ngủ hay không để điều trị nha. Đôi lúc khi điều trị cái đó thôi nó giảm giống như tăng huyết áp. Đo giấc ngủ ký đó nó rất là phức tạp, có thể phải đeo cái máy về hoặc có thể không biết có phải ngủ lại không, em chưa thấy mấy đó bao giờ, nhưng mà nếu muốn chẩn đoán là phải đo cái đó. Rồi vai trò của màng phổi trong hô hấp đối với ý nghĩa của áp suất âm đối với hô hấp là gì? Làm cho phổi di chuyển theo cử động của lồng ngực, làm cho hiệu suất trao đổi khí đạt tối đa. Cái này ghi không ghi lý thuyết trên đây thì cũng đọc vô chung không hiểu gì đâu, nhưng mà mọi người hiểu một chuyện là nhờ cái áp suất âm của cái màng phổi nó sẽ làm dính hai cái lá lại với nhau, mà hai mặt kia nó lại dính với một bên là thành ngực một bên là phổi, thành ra nó sẽ kéo gián tiếp, được chưa? Chứ phổi không thể nào dính vô xương thì lồng ngực được, bởi vì nếu vậy thì nó phức tạp lắm nha. Đối với tuần hoàn là làm cho áp suất trong lồng ngực thấp hơn so với các vùng khác nên máu về tim dễ dàng. À tại sao mình nói như em có nói với mọi người rồi là máu trong tĩnh mạch chủ dưới nó không có van, nhưng tại sao nó lại về tim? Đó là nhờ cái áp suất của cái lồng ngực. Cũng như hôm bữa mình có nói cái trường hợp là áp xe gan, đúng không? Trong cái áp xe gan á, áp xe gan nếu như áp xe bị vỡ thì cái dịch vỡ nó sẽ không chảy xuống bụng mà nó sẽ đi lên phổi. Tại sao nó đi lên phổi? Do cái áp lực âm trong lồng ngực nó sẽ hút hết những cái dịch đó đi lên phổi ra, được chưa? Ngoài cái việc là nó sẽ giúp đưa máu về tim thì nó còn có việc là hút hết tất cả những thứ không mong muốn lên trên ngực gây ra áp xe phổi, được chưa? Vai trò của đường dẫn khí làm ẩm không khí trước khi vào phổi, điều chỉnh nhiệt độ không khí hít vào, không có gì nói hết. Che mũi nhớ lại ha, làm ẩm phải làm sao? Ngăn vật lạ vào đường hô hấp bằng các cơ chế. Thứ nhất, chất tiết của khí quản chứa IgA quen. IgA khá là quen. Nằm trong dịch tiết nha. Lông mũi là những cái dị vật ở trên 10 micromet.
còn 2 đến 10 micromet sẽ rơi tiếp xuống khí quản và phế quản, còn các hạt nhỏ hơn 2 micromet sẽ xuống tận như thế này. Vậy mình coi cái mà bụi mịn mà người ta hay nói là kích thước nó nhiều, nếu kích thước dưới 2 micromet thì kiểu gì nó cũng xuống tới thế này, nó lắng hơn mình cảm. Và giờ mình tìm hiểu thử nha, cái bụi mịn mà hay nói ở ngoài Hà Nội nhiều hơn đây đúng không, thì coi cái bụi mịn đó nó kích thước khoảng nhiều, coi nó bao nhiêu micromet thì mình so ra là mình biết coi mình thích được cái gì rồi. Điều hòa lưu lượng khí là nhờ vào cơ trơn tiểu phế quản. Thôi cái phải chết thì không được. Các động tác hô hấp đặc biệt, phản xạ hắt hơi là của mũi, phản xạ sặc là của thanh quản, phản xạ ho là của khí phế quản, phản động động tác nói là của thanh quản. Thì những cái sặc ho hay hắt hơi nó đều là phản ứng máy tính bảo vệ. Nha. Còn động tác nói là động tác nhờ nó nói mà mình có hình thức xã hội. Có nói có giao tiếp. Được chưa? Nhờ có động tác nói thì mình mới có thể có được cái hình thành nên cuộc sống bày đàn xã hội. Thì con nào trả vậy? Con nó nói được nhưng mà mình không hiểu thôi. Cái này thì đầu quá. Này. Này với đầu quá bỏ qua. Tại thật sự nó không có cần thiết. Mình học nhiều quá mà không cần thiết cũng vậy à. Học cái quan trọng sự trao đổi khí. Cái phần hồi nãy mới nói là mới sự thông khí phế nang thôi nha. Còn giờ mới là phần thứ hai là sự trao đổi khí. Sự trao đổi khí là cơ chế của màng phế nang mao mạch là hiện tượng khuếch tán khí hoàn toàn thụ động, nghĩa là oxy di chuyển từ phế nang vào trong máu và CO2 di chuyển từ máu ra phế nang không tốn năng lượng. Nó chỉ di chuyển giữa các lớp màng với nhau thôi. Và tại sao lại di chuyển được như vậy? Là do trên là nồng độ hay gọi là trên là áp suất đó. Gọi là áp suất riêng phần, tức là áp suất của riêng từng khí. Ví dụ, máu tới phổi chứa nhiều gì? Chứa nhiều gì? CO2. Không khí CO2 nhiều ít. Ít. Vậy thì áp suất riêng phần của CO2 trong máu sẽ cao hơn áp suất riêng phần của CO2 trong phổi. Nhờ cái chênh lệch áp suất nó sẽ từ cao sang thấp. Được chưa? Còn oxy trong không khí thì cao. Còn oxy trong máu tới phổi thì thấp. Thì lúc này áp suất riêng phần của oxy trong phế nang trong không khí sẽ cao hơn áp suất riêng phần của oxy trong máu. Oxy từ bên ngoài đi vào máu. Quan trọng là trên là áp suất thôi. Chứ không có cơ chế chuyển dịch gì hết. Đâu có di chuyển mà di chuyển theo áp suất thôi. Gọi là đi theo cái di chuyển theo bậc thang áp suất ha. Màng phế nang mao mạch qua các lớp, rất là nhiều lớp. 7 lớp, lớp dịch lót, lớp biểu mô, lớp màng đáy, lớp gian bào, lớp màng đáy mao mạch, lớp nội màng, lớp huyết tương và màng tế bào hồng cầu. Đây là tất cả các lớp mà oxy phải vượt qua để nó tới được cái hồng cầu bên trong hồng cầu. Rất là dày, nhưng thật ra nếu mà so đi ra bên ngoài so thật á thì rất là mỏng. Kể lớp ra vậy cho vui thôi chứ thật ra nó mỏng lắm. Mỏng lét à. Chứ nếu mà nó dày lên trong trường hợp viêm phổi, cái dịch mũ nó dày lên thì bị khó thở. Khó thở tại vì sao thì qua hết. Đó là một những cơ chế gì khó thở trong viêm phổi. Ha? Bởi vì cái lượng dịch mũ bên trong nó cán đầy trong phế nang, nó dày lên. Thành ra là oxy không thể nào vào máu được. Đúng rồi chị. Ví dụ như dịch lót phế nang là biểu mô phế nang, màng đáy phế màng phế nang nè. Đây là ba cái lớp tạo nên cái thành phế nang. Cái lớp gian bào là gì? Là cái lớp nằm giữa cái phế nang với cái mao mạch. Thì vẽ một cái ví dụ. Đây là cái phế nang ha. Đây là cái động mạch. Bên trong đây là cái hồng cầu. Được chưa? Thì dầu oxy nó qua gì đầu tiên là qua lớp này. Là lớp dịch lót phế nang. Lớp dịch lót đầu tiên. Sau đó tới lớp biểu mô phế nang. Và sau đó tới lớp màng đáy phế nang là cái đường màu trắng này nằm của phế nang, nằm trên hình phế nang hết. Sau đó qua cái lớp gian bào là cái lớp nằm giữa đây. Được chưa? Lớp gian bào là cái lớp nằm giữa này. Rồi tới màng đáy của mao mạch, tới nội màng mao mạch, tức là nó xâm nhập qua cái thành mao mạch. Rồi nó mới đi tới hồng cầu. Rất là dày, chứ không ít.
đây là con đường đi. Ủa xuyên qua rồi đó, nào thì thẩm thấu quá. Em mới nói rồi. Trên lệnh áp suất nó thẩm thấu tự phụ động thôi, không khí cứ tự nhiên mà đi qua. Bởi vì tại sao nó không bị ngăn cản? Bởi vì những khí này đều tan được trong dầu hết. Màng tế bào nó có cái lớp lipid đúng không? Những cái khí khác, những cái chất khác nó không thể nào ra vô tế bào đơn giản được, bởi vì nó sẽ bị ngăn chặn. Ví dụ như muối nó không thể nào đi vào tế bào đơn giản, do muối đâu có tan trong dầu. Nhưng oxy có thể tan được trong dầu, bởi vì oxy nó không có điện dương hay điện âm gì đó, tan dễ dàng cho nó có tan phụ động qua lại. Cái này là quay thêm sinh học tế bào hay, nhưng mà vấn đề là phải đúng thời điểm giải thích thì nó sẽ hay hơn. Hoặc là tới một cái bệnh học, bệnh nào đó sẽ có người giải thích cho các anh chị từ giải phẫu sinh lý, sinh học tế bào, mô phôi cho tới giải phẫu bệnh đủ thứ hết mọi thứ, mình sẽ thấy một cái bệnh đó nó rõ ràng hơn và hiểu được tại sao. Chứ nếu mình học những cái môn giống như là mình học 1, 2, 3, 4, 5, 6 hết rồi sau đó yêu cầu mình nhớ hết tất cả những cái đó để ghép lại dùng cái bệnh đó là chuyện không thể. Nhưng cũng không thể nào mà học một cái bệnh rồi từ cái bệnh đó nói ra từng cái một là cũng không thể luôn, bởi vì sẽ không có sự thống nhất, đúng không? Không thể nào đang học những cái bệnh tim nhưng mà bệnh tim có liên quan tới bệnh hô hấp không? Có. Không thể nào mà nói vậy được. Thành ra đào tạo y khoa nó rất là khó, không thể nào mà nhảy tính chỉ từng môn từng môn, hết học gì học giống như là những môn ngành khác, phải học một thứ tự, nó rất phức tạp, nên mình cũng chịu khó theo thứ tự. Sự trao đổi khí tại phổi, khí hít vào là oxy, CO2 và nitơ. À thôi, cái này ai cũng biết ha, nhưng mà chắc là ở khi hỏi câu này phải nhanh. Ví dụ như là oxy chiếm bao nhiêu phần trăm, không cần thông số này thì phải học hết á. Được không? Cái này mọi người học được không? Được nha. Tự nhiên 20.93 cho thành 4 đáp án. 20.9, 20.91, 92.93. Đưa thành phần ra không ai cho vậy đâu nha. Cho vậy là chơi gọi là thách đố. Được chưa? Thầy, đưa thành phần. Em biết là câu hỏi là đúng sai, nó sẽ nằm trong một câu đúng sai, nên thành ra mọi người có thể chọn theo trực giác của mình. Chứ không phải là 93, 91, 95 gì đó chọn thì cũng khó thiệt. Không ai làm được đâu. Rồi, qua. Các yếu tố ảnh hưởng tới sự khuếch tán khí, tỷ lệ thuận với lại khuynh áp khí, diện tích tiếp xúc và độ hòa tan của khí trong nước. Ok, cũng được. Giờ có một vài tỷ lệ thuận với lại khuynh áp khí hay gọi là áp suất khí á. Như vậy tại sao vô bệnh viện người ta hay cho mình thở oxy nguyên chất? Bởi vì lúc đó cái áp suất riêng phần của oxy nó sẽ cao hơn, đúng không? Dẫn tới là tăng lượng hô hấp, tăng lượng oxy trao đổi nhiều hơn. Thầy, oxy oxy nguyên chất chiếm vào nó khoảng bao nhiêu đồng độ khoảng bao nhiêu? Khoảng 95 thôi, chứ không có 100 được đâu. Khoảng 95 nha. Nó dòng là giữ nó rồi. Được chưa? Độ hòa tan của khí trong nước, khí nào càng hòa tan thì nó càng đi vào dễ, không có gì đáng nói. Tỷ lệ nghịch với chiều dày màng trao đổi cũng dễ hiểu. Nếu như cái màng nó dày lên thì dẫn tới chuyện gì? Trao đổi sẽ kém lại. Vì những trường hợp nào cái màng nó dày lên, ví dụ mình nhìn từ đây đi ha, bắt đầu tới cái màng này là cái gì? Đầu tiên là tràn dịch màng phổi hay chả hay là gì, giống như trong suy tim á, suy tim nào nó bị ứ dịch phổi ta? Suy tim phải. Wow. Suy tim trái chứ. Ủa suy tim trái đúng không? Suy tim trái nó sẽ ứ cái đường tới. Cái đường tới bị ứ là từ phổi đổ xuống tim á, nó sẽ bị ứ. Thì sẽ tràn dịch phổi, những trường hợp nó bị khó. Tại vì sao? Cái lượng dịch ở đây nó bắt đầu nó dày lên. Làm sao mà trao đổi khí được? Rồi. À không có cái chuyện là hai này tách xa nhau nha. Có những thứ nó không thay đổi. Hoặc là trong trường hợp bị sơ hóa, cái nang, cái thành cái nang nó bị sơ hóa, nó sẽ dày lên, viêm lên. Được chưa? Còn cái khoảng gian bào này thôi chắc ít bệnh lắm. Động mạch dày lên hả? Không có. Từng nói nhiều.
Còn có một trường hợp nữa, trong thiếu máu cũng có thể bị thiếu hụt, trong thiếu máu đó, nó sẽ bị khó thở luôn, trong thiếu máu nặng. Thì được trường hợp này có liên quan tới này không? Có liên quan tới vận chuyển tới khuếch tán khí không? Không. Giao đổi không? Không, cầu cũng bình thường. Chỉ có điều số lượng ít này thôi, đúng không? Vấn đề biểu cơ chế, lúc đó có thể hỏi một câu là trong thiếu máu đó, khó thở là do cơ chế gì? Trong bốn cơ chế không á? Coi chừng rớt đó. Sự vận chuyển khí, chuyên chở khí trong máu. Chuyên chở khí trong máu, sau khi đã trao đổi khí vô phế nang, máu đỏ sẽ đưa đến các mô. Tại mô, máu đỏ giao oxy cho mô và lấy CO2 về lại phế nang tiếp tục trao đổi khí. À thôi thì mình chỉ học cái slide này thôi nha. Có hai dạng vận chuyển khí trong máu, một là khí nó sẽ tan trong huyết tương, và hai là khí nó kết hợp với lại hemoglobin. Hemoglobin là một cái thành phần cấu tạo nên hồng cầu. Chị đọc luôn. Hemoglobin kết hợp với lại oxy hoặc CO2 hoặc là một các khí khác. Thì cái lượng mà khí nó hòa tan trong huyết tương á không có nhiều. Giống như một cái chai nước á, mình chai nước thì cái lượng oxy hòa tan trong nó không nhiều hết á. Nó chỉ khoảng có 2-3% mà. Được chưa? Nước cũng chiếm phần lớn trong cơ thể mình, cho nên lượng oxy hòa tan trong nước, trong cái dịch máu á, dịch huyết tương á không nhiều. Chỉ có khoảng vài phần trăm. Nhưng cái lượng khí mà nó gắn với lại cái protein rất là nhiều. Rất là cao. Đây dạng kết hợp sẽ làm tăng khả năng vận chuyển oxy lên 70 lần và CO2 lên 17 lần. Tức là cái dạng kết hợp HB này nè. Câu hỏi thi cũng đơn giản ha, không hỏi số nha. Mà hỏi là có bao nhiêu dạng vận chuyển khí trong máu? Ba cái. Ba cái. Rồi ta số 2 mà anh nói 3 đi. Tại ba này trong đó, ý kia là cái dạng kết hợp. Ý là dạng kết hợp này nè. Dạng kết hợp này nè, dạng khí kết hợp HB này sẽ làm tăng vận chuyển oxy lên. Thật ra cho này ta ghi có hai dạng mà. Cái dấu chấm là cái chấm tròn của thằng khí kết hợp. Đúng rồi. À, vậy có một chuyện mình sẽ đọc slide cực kỹ. Bởi vì đọc slide không kỹ là rớt. Nghe không cú. Đâu không cú đâu, vấn đề đọc kỹ thôi. Tiếp. Chuyên chở oxy. Oxy là dạng hòa tan này, oxy hòa tan dạng sử dụng của tinh thể, oxy gắn HB, thôi mà quá này nhức đầu quá. Dạng kết hợp mình nhớ một chuyện này thôi. Dạng kết hợp là 97% oxy trong máu được chuyên chở dạng kết hợp. Vậy là 3% còn lại là dạng tan. Trong này có một cái chuyện quan trọng. Mình có biết cái khí CO hay gọi là carbon monoxide á? Đúng rồi, do than cháy chưa hết nó sẽ ra không ra CO2 mà nó ra khí CO. Và nếu như là oxy nó gắn 1 đi thì CO nó sẽ gắn với oxy, nó gắn với hemoglobin là 1. Nếu so sánh lấy làm chuẩn á thì CO sẽ gắn với oxy gấp 210 lần. Tức là giữa một cái lượng, chẳng hạn như lượng CO nó chỉ cần tăng lên khoảng 10% thôi là đủ gây chết. Tại vì lúc này toàn bộ cái lượng khí hít vào nhiều CO, nó gắn và nó không nhả nha. Nó gắn và nó không nhả. Rất khó để nhả ra. Do đó khi mà lượng khoảng 10% thì cái lượng khí mình hít vào đa số mình sẽ gắn như hồng cầu là CO, chứ không phải là oxy. CO nó không có chức năng trao đổi khí. Nó cứ gắn ở đó thôi, đi tới nhưng mà nó không chịu xuống xe. Khi dẫn hồi tiếp đi khám đi dòng dòng đi hoài á. Rồi, nhưng mà đặc biệt ngộ độc CO này không làm người ta bị tím và da hồng hào, máu vẫn có màu đỏ, không bị biến thành màu đen giống như trường hợp CO2. Nha. Cho nên nó sẽ gây ra cái tình trạng người bệnh nhân nó sẽ có cái biểu hiện lúc mà bị ngạt CO á thì mặt vẫn đỏ, da đỏ hồng như. Được chưa? Không có bị tím tái giống như ngạt những khí khác. Thật ra tiếp xúc với CO kéo dài sẽ gây tổn hại cho nhiều cơ quan lắm, chứ không phải chỉ cho não.
Tại sao thiếu tốt CO nhiều lại gây tổn hại? Bản chất là gì? Bản chất là do thiếu oxy. Bản chất là do thiếu oxy nha. Chứ CO nó đứng yên cái đó đâu nghe. Người cứ vào trong người gắn vào hemoglobin cứ đi lòng vòng. Đúng rồi, toàn bộ hemoglobin ở máu vẫn di chuyển nhưng vấn đề là không có oxy. Nhưng mà sao 120 ngày thì lòng cầu nó bị... Nhưng chị không chịu được tới một tiếng đồng hồ không? Mình làm sao lúc mà mình bị ngạt rồi, mình ngạt rồi mà lúc đó là bị ngạt rồi. Có cách nào chữa ngạt không thầy? Cách chữa thầy là... đám cháy là chết nhiều chuyện lắm chứ không phải chết do ngạt khí đâu, không có thời gian đứng thở đâu. Trong thường nó xảy ra ở những vùng mà mùa lạnh có mùa đông á, lúc đó người ta sẽ có không phải là cái lò, không phải là máy sưởi mà là người ta có tiếng Việt là cái lò sưởi, lò than á, lò than để ủ á, thì nếu như mà không có thông khí á thì nó sẽ ủ và nó sinh ra cái CO rất là nhiều, mà lúc ngủ nó thì đó là chết thêm đềm luôn ha. Thầy nếu trường hợp như thế thì bằng cách nào lại đó có điều trị, người ta sẽ cho thở oxy nguyên chất 95%. Nhưng mà thầy bảo nó không đẩy ra rồi. Không, một thời gian sau khi mà lượng oxy nó nhiều hơn thì nó sẽ từ từ nó cạnh tranh, nó từ từ nó cạnh tranh. Kết hợp với lại cái lượng CO, cái lượng oxy 95% đó nó cộng thêm CO2 5% nữa. Tại vì cơ thể nó có một cái cơ chế rất là hay mà lát mình em nói đi. Nó liên quan giữa tương tác giữa CO2 với oxy á. Rồi tiếp theo, methemoglobin là lúc này máu sẽ có màu xanh tím. Là lúc này mình biết là trong máu nó có chứa sắt đúng không? Nhưng sắt ở đây là sắt dạng 2 cộng, sắt hóa trị 2 chứ không phải là sắt hóa trị 3, sắt hóa trị 3 không gắn được nữa. Lúc mà sắt hóa trị 3 nó sẽ, máu nó sẽ bị cái màu là màu xanh tím. Cái methemoglobin này mình gặp trong trường hợp nào? Ví dụ mình biết cái củ giờ nấu cái nước nó uống nhiều quá nó sẽ bị oxy hóa cái sắt 2 thành sắt 3 là máu màu xanh tím, lúc đó bị ngạt thở. Bổ đấy chứ, cũng bổ đấy chứ. Xuống dưới. Bổ hai lần là đó. Vậy ha. Bổ hai lần là đó. Cho nên là mình không có sử dụng những cái gì, hoặc là những cái trường hợp ngộ độc đi chát á, nó sẽ gây ra là chuyển cái 2 cộng thành 3 cộng luôn. Thành ra là sẽ bị ngạt. Mà máu lúc này có màu xanh tím nha. Máu màu xanh tím không phải là chích ra cái màu xanh tím đâu, mà là cái môi á, những cái môi hay những cái niêm mạc nè, nó sẽ chuyển sang cái màu xanh. Được chưa? Cái sunfur cũng vậy, hơi xanh thôi. Chuyên chở CO2 thì y chang nha mọi người. Nhức đầu quá. Giao oxy cho mô y chang. Chẳng hạn như nó ngược lại với phổi thôi. Ở mô nhiều CO2 hay nhiều oxy? Nhiều CO2. Còn cái hồng cầu đưa tới mô là nhiều CO2 hay oxy? Nhiều oxy. Vậy nhờ sự chênh là áp suất giữa hai bên và CO2 nó sẽ đi như thế nào? CO2 sẽ đi ra hồng cầu, còn oxy sẽ từ hồng cầu đi vào mô. Trao đổi y chang ha? Rất là dễ hiểu, không có gì khó hết. Còn nếu đi sâu hơn nữa thì sẽ rất là khó hiểu, nên mình chỉ đi nông thôi nha. Mình hiểu được cái cơ chế là dựa vào áp suất chứ không có tốn năng lượng gì hết. Vậy thì có trường hợp nào rối loạn cái giai đoạn này không? Có chứ. Giai đoạn trao đổi chất. Đúng rồi. Cái giai đoạn này nè, có nó gây thiếu oxy không? Có. Theo anh là gì? Suy nghĩ nhiều, sự chết. Không thuyết phục lắm. Nhiệt độ thấp không? Cả lớp nghe mình cho nhận xét. Nhiệt độ thấp. Môi trường. Áp suất thì chưa liên quan lắm nhiệt độ thấp. Nếu nhiệt độ thấp quá thấp nó sẽ dẫn tới là tử vong. À. Trường hợp đại thể nhất đi, tắc mạch. Tắc mạch. Đúng không? Dạ. Tắc cục mạch, tắc mạch máu thì hiển nhiên là máu không tới được. Là sẽ không trao đổi được thôi, dù hô hấp vẫn bình thường. Chẳng hạn như là bị huyết khối chẳng hạn. Đây, đi vô đi ra. Rồi. Ủa, cái gì vậy? À, điều hòa hô hấp. Cái điều hòa hô hấp này đầu tiên là não. Mà cái vùng nào của não nó sẽ ảnh hưởng nhiều nhất? Cái vùng hành não. Mình sẽ không học về não đâu, nhưng mà mình sẽ biết một cái chuyện gì nha. Cái hành não của mình nó nằm ở đâu? Nó là nằm ngay cái phần gáy nè. Nếu mà nói đại đại dễ á, nằm ngay cái phần gáy. Đổ xuống là ra tới được cái dây tủy sống. Thì cái phần hành não là chức năng gì? Chức năng rất cơ bản. Hô hấp. Tuần hoàn.
được chưa? Tổn thương thành não thì sao? Ngưng hết tất cả, đau liệt nó chết luôn. Tại vì tổn thương tới chức năng hô hấp và tuần hoàn. Tổn thương ví dụ như hai bán não, hai bán cầu đại não thì sao? À, yếu liệt thì nó. Nhưng mà tổn thương thành não thì sao? Chết. À, tổn thương thành não thì tổn thương tới hô hấp và tuần hoàn là những chức năng cơ bản luôn á. Chết luôn. Còn nghe tiểu não, mình có nghe tiểu não chưa? Hai cái cục nhỏ xíu hai bên. À không, cái cục não nhỏ xíu tới phía bên. Tiểu não lại liên quan tới vận động nhiều hơn. Cái này gọi là liên quan tới cái sinh học thần kinh nữa. Tại nó lại phức tạp nữa. Tại vì não nó rất là chi tiết. Thôi mình không học nha. Thôi để đến đại học học thì... Điều ngoài hô hấp, nó có trung tâm hô hấp. Cái này nói sơ thôi, slide này không học nha. Em nhắc để nhớ, đừng học này phí, nào có ra đâu. Nó có vùng hít vào và vùng thở ra. Vùng hít vào là nhịp căn bản. Tức là bình thường cái động tác chủ động của mình là động tác hít vào, đúng không? Thì não chi phối đoạn này. Đây là hành não luôn, là chi phối tự động luôn. Nhưng mà vùng thở ra không phải cứ mỗi lần mình hít vào não nó đưa một xung tới là hít vào, sau đó thở ra não lại đưa một xung tới là thở ra đâu. Không, vùng thở ra chỉ dành khi thở gắng sức. Khi mình đang gắng sức mình muốn thở ra thì não nó mới đưa cái xung của vùng thở ra tới, chứ bình thường không có. Được chưa? Vùng điều chỉnh lỡ cầu não và vùng cảm nhận hóa học lỡ thành não. Rồi, tác nhân điều hòa hô hấp. CO2 tốt hay xấu? Cũng khó lắm à. CO2 á, gọi là tháng khí, nhưng thật ra CO2 là chất điều hòa hô hấp mạnh nhất. Tại vì chỉ cần nồng độ CO2 tăng lên một chút là mình sẽ có chuyện gì? Mình tăng nhịp hô hấp. Nồng độ CO2 nó tăng hơn bình thường một chút là mình sẽ tăng nhịp hô hấp. Chẳng hạn như khi mọi người một cái đơn giản thôi, ai hút thuốc trong phòng máy lạnh là sẽ thấy nồng độ CO2 nó tăng lên rồi chung vậy thôi ha. Lúc đó mình tăng nhịp hô hấp không? Có thể rất là khó chịu. Chỉ cần một lượng CO2, không phải thiếu oxy luôn, dù oxy đầy đủ nhưng anh chỉ cần tăng lượng CO2 trong cái lượng hít vào lên một chút thì lúc này cái nhịp hô hấp anh sẽ tăng lên rất là nhanh, bởi vì CO2 nó kích thích trực tiếp tới não. Nó là yếu tố gọi là gây cái nó điều hòa hô hấp. CO2 tăng lên thì nhịp hô hấp tăng lên, CO2 mà giảm xuống cực đại thì là có thể là nhịp hô hấp giảm rất chậm và dẫn tới một cái vòng khác. À, trong trường hợp hồi nãy như em nói là bị ngộ độc CO á, thở 95% oxy nhưng mà trong đó có pha lẫn 5% CO2. Tại vì oxy, nếu mà oxy quá nhiều thì bệnh nhân sẽ bị giảm hô hấp. Nên phải có 5% CO2 để kích thích hô hấp. Ha. Oxy nếu thở 100% thì hô hấp mình giảm xuống liền. Dù hô hấp 22 đi giảm xuống hay còn 15. Được chưa? Cho nên không có ai mà thở, không có ai mà lấy oxy thông thường để mà thở không. Mình thở phải có oxy lẫn với CO2 để nó kích thích cái hô hấp bình thường. Thật ra không phải là đó, mà là bởi vì từ khi sinh ra là mình đã tiếp xúc với cái nồng độ oxy và CO2 như vậy rồi, cho nên cái cơ thể nó đã set up cái mức nồng độ là như vậy, nên khi chỉ cần tăng hoặc giảm nồng độ CO2 là nó sẽ đáp ứng liền nha. Tiếp theo là lượng H cộng. Những trường hợp mà bệnh nhân bị toan hóa máu, tức là máu nó bị nhiễm axit á, bệnh nhân cũng tăng hô hấp luôn. Trong trường hợp những người bị đái tháo đường, mọi người gặp đái tháo đường chứ, mọi gặp đái tháo đường phải nhập viện cấp cứu chứ, gọi là bị nhiễm seto máu. Mọi người có nghe cái tình trạng nhiễm seto máu chưa? Hay là có gặp những người bị bệnh rồi vậy đi, mấy người bị bệnh hô hấp á, thấy thở nhanh không? Thở nhanh. Tại sao thở nhanh? Chẳng hạn trong viêm phổi đi, tại sao thở nhanh? Nó rất là nhanh luôn. Nó thiếu oxy cho nên gọi là nó bù vào oxy vào. À, tức là do cái dịch nó dày lên thành phế nang dẫn tới cái tăng hô hấp, đúng không? Nhưng còn chuyện nữa, do lượng oxy vào không đủ mà lượng CO2 ra cũng kém, cho nên nó sẽ tăng nồng độ CO2 ở trong máu. Thì cái lượng CO2 nó sẽ kích thích ngược lên cái
gây tăng nhiều. Rồi trong những người bị bệnh thận mà nếu như người ta bị nhiễm cái ure, cái ure máu á, nó tăng cao, nó gây toan máu á, bệnh nhân cũng sẽ thở nhanh. Là máu bị nhiễm axit, mình chưa nghe cái đó không sao hết. Nó là giống như nó đang tăng axit trong máu. Rồi, ảnh hưởng của CO2 trên máu hô hấp. Nếu CO2 tăng cấp tính thì thông khí phế nang sẽ tăng và đưa CO2 vào bình thường. Cái cơ chế nó làm CO2 nó kích thích tăng hô hấp để làm gì? Bởi vì lượng CO2 tăng cao cho nên hô hấp phải tăng nhanh để đưa cái lượng CO2 đó ra ngoài và về cái bình thường. Thiếu oxy và thừa CO2 đều tăng tốc độ hô hấp lên. Thiếu oxy bên ngoài và thừa oxy bên trong thì là nó sẽ thì CO2 nó sẽ tăng. Phải trước tiên mình bàn trước về cái CO2 trước, tại oxy nó kém lắm. Oxy nó điều hòa hô hấp rất kém. Trường hợp đang nói trước cái CO2 ha, giải thích tới cái đầu của cái đuôi luôn là CO2 nó tăng sẽ dẫn tới tăng hô hấp. Nhưng nó tăng để làm gì? Là nó tăng để nó đẩy CO2 ra ngoài. Đưa cái hô hấp về bình thường. Mục đích là làm. Rồi. Tuy nhiên, ví dụ tăng 1-2%, ok, không thể đổ hô hấp là mình hiện giờ. Được không? CO2 trong không khí chỉ có khoảng 1% thôi. Nhưng mà ví dụ tăng lên 5% là trong cái 95% oxy, 5% CO2 mà của điều trị cái CO, của độc CO á, kiểu này không khí phế nang nó sẽ tăng. Tăng 9% sẽ tăng kích thích mà hô hấp tối đa luôn. Nhưng mà tới trên 10% thì sẽ bị ức chế hô hấp. Nó không có cái vụ là tăng lên maximum 100% thì là tăng. Này không có. Tăng tới trên 10% là ngưng thở rồi. Nha. Là lúc này giống như mình bị rơi vô trong. Đó là cái ức chế là gây ngưng thở do CO2. Nồng độ H cộng. Oxy trong động mạch. Cái thích hô hấp mạnh khi mà oxy nó giảm dưới 60. Ví dụ nó giảm nhẹ khoảng 70 cũng chưa kích thích. Nhưng mà khi oxy nó giảm trong oxy trong máu động mạch thì oxy không khí nha. Tức là nếu mà xác định thay đo siêu hấp á, do thiếu oxy á, siêu hấp nó có hai kiểu, siêu hấp do giảm oxy hay siêu hấp do tăng CO2. Nếu muốn xác định để giảm oxy thì phải cái lấy máu động mạch và đo CO oxy là dưới 60 thì mới xác định. Lúc này những trường hợp siêu hấp mạng tính nhiều quá hết rồi, không ý là thông tin nhiều quá thôi. Ồ hay quá, mình có 8 phút nữa là mình xong hết bài. Tuần sau thứ 6 này là mình có một cái phần ôn nha mọi người. Thứ hai mình xong cái nào không ta? Có chứ. 2, 4, 6. À chứ là 2, 4, 6 luôn mọi người. Có thể không sao. Thứ 2 thì nghỉ rồi. Vậy giờ mình đang phân thứ 6 này là mình ôn tập của mọi người. Vậy là đang phân vân là mình sẽ thi ngày thứ 2 thì ngày thứ 6 là sau đây. Đúng luôn này. Đường đang nhớ. Đó bây giờ thi luôn rồi nè. 8 phút thi luôn rồi nè. Đã kiểm tra mà, thầy mới kiểm tra mà. Thầy vẽ lại cây phí với quầy. Đùa thôi. À, đúng á, là mình sẽ thi vào thứ hai tuần sau nhưng mà chắc ôn bài không kịp đâu. Tại thứ sáu này em sẽ ôn lại cho cái phần sinh lý tim hay sinh lý hàng hải luôn. Và bữa nóng quá không nói. Nên và sẵn tiện thứ sáu này sẽ điểm danh đợt 1. Nha. Điểm danh đợt 1 không sao, anh điểm danh đợt 1 anh khỏi thi cũng được. Thì em có điểm danh mà không có điểm thi. Đúng không? Okay. Nhớ nhắc mọi người đi đủ nha. Rồi điểm danh đợt 1 bớ đi kiểm tra coi điểm danh nha. Kiểm tra còn cần điểm danh. Kiểm tra và điểm danh đó là chuyện gọi là hết sức vô lý. Cần gì nữa, không cần thiết. Rồi sau đó là tới thứ 6. Vậy là thứ 2 này mình sẽ học cái bài về sinh lý, về âm bệnh, sinh lý tiêu hóa. Hoặc là nhẹ nhàng chút là học về sinh lý da, hoặc là sinh lý cơ quan, giác quan gì đó, tùy ý, hoặc là hay hơn sẽ sinh lý máu đi.
thì hết cái trường hợp thiếu máu này nọ em ghép trong cái bài kiểm tra giữa kỳ luôn cho nó nhanh nha. Thứ sáu sẽ kiểm tra mọi người ghi chú lại giùm. Thứ sáu buổi tới là gì này, thứ sáu tuần sau, tức là sau lễ 29 á là sẽ kiểm tra giữa kỳ, giữa kỳ chỉ học giải phẫu và sinh lý tuần hoàn hô hấp thôi. Và ai nghĩ thì sau lễ đi rồi em nói thêm này nữa nha, yếu tố không hóa học, yếu tố không hóa học tức là không có phải dựa vô oxy CO2 gì hết, mà nó dựa vào cái hoạt động của vỏ não. Trong trường hợp đau hoặc là sợ hãi nhiều thì lúc này những cái sóng thần kinh á nó sẽ tác động lên cái trung tâm hô hấp và nó sẽ làm tăng cái nhịp hô hấp lên nhanh, mình đau mình thở nhanh không, rất là nhanh luôn á, khi sợ hãi còn thở nhanh hơn nữa, coi phim ma là thấy nhịp hô hấp tăng lên. Ôi, đúng không? Nhưng mà coi phim mà buồn ngủ á nó giảm xuống. Trong giai đoạn chuẩn bị vận động và vận động, các lượng thần kinh từ độ hệ phổi, các thuộc áp suất từ xoay cảnh hoặc nhiệt độ cao cũng là một yếu tố nó tác động tới cái hệ thần kinh trung ương, nó gây tăng nhiệt hô hấp. Để làm gì? Thật ra không phải là để giảm oxy hay giảm CO2 tăng gì hết, mà để làm thải nhiệt. Mình thở nhiều nó cũng thải nhiệt nữa. Các phản xạ nội tại như hắt hơi, ho, nuốt hoặc là nôn và đóng thanh quản ức chế hô hấp để bảo vệ đường thở. Rằng là cũng đóng thanh quản ức chế hô hấp luôn. Có những trường hợp bị táo bón hay hoặc là những trường hợp mà mình rặn quá lâu quá, rặn nhiều quá nó sẽ bị tím mặt mày luôn á, tại vì nó bị đóng cái đường thanh quản lại, nó gây ức chế hô hấp. Hoặc là biết mọi người nghe cái ho gà không? Cái bệnh lý ho gà. Ho gà không phải là bệnh ho thông thường đâu, mà là bệnh do trực khuẩn ho gà. Mấy cái vaccine DPT á là bạch hầu ho gà uống ván á, thì cái bệnh ho gà là do con trực khuẩn á, nó gây ho, mà khi ho là nó sẽ làm gì, nó sẽ tổn ảnh hưởng tới cái tình trạng hô hấp. Trong lúc ho không hít vào thì được đó, mà ho trong ho gà là ho một tràng dài, không phải là ho một cái xong mà xong cái là tới cái nửa nữa đâu, mà là ho một tiếng kéo dài liên tục tùy tới cả phút, dẫn tới nó sẽ gây thiếu oxy, nhất là trẻ em. Ho thì ho gì mà một tràng dài cả phút, giống như là gái vậy hả thầy, cho nên kêu ho gà. Chưa thấy bao giờ cho nên nói gì không? Rồi, ở đây mình coi cái hình ảnh lại ha. Tại sao cái thực quản nó lại nằm phía sau cái khí quản? Ủa gì hết chưa ta? Rồi, sao rồi? Không, quá. Cái đó rồi thì cái đó hiểu rồi. Rồi, nè đây cái hình ảnh này ha. Đây là cái lớp thanh mô, mỗi khi mà thức ăn nó trượt xuống thì lưỡi nó sẽ đẩy ra phía sau. Đây là một cái động tác luôn, động tác. Cho nên trong cái phần tiêu hóa nó sẽ, mình không học nhưng mà trong sách sinh lý nó sẽ có một cái đoạn là cử động nuốt. Thì khi nuốt cái đấy, cái lưỡi nó sẽ đẩy ra phía sau và nó làm hạ cái nắp, nó làm hạ cái đáy lưỡi xuống. Thì khi đáy lưỡi nó hạ xuống nó sẽ làm đẩy nắp thanh mô lại và dẫn tới là nó che cái đường hô hấp lại trong khi mình đang ăn. Còn nếu như vẫn cố nói trong lúc ăn, nếu như cái khối thức ăn nó dính thì không sao, nhưng mà nếu như mà nhiều nước hoặc là nhiều hạt thì nó sẽ rơi vô trong đường hô hấp. Lúc đó phải sạch ra. Lúc đó sẽ kích thích phản xạ ho. Ho sạch. Được chưa? Nhưng mà chắc không thành công sạch. Rồi. Có gì nói với ta? Rồi mọi người thắc mắc gì không? Mình còn 8 phút nữa mình sẽ nhảy được. Mấy cái câu hỏi lúc nãy nó có gì đó. Đủ thời gian luôn. À câu hỏi gì đầu tiên thì không, câu dưới câu đó câu nó dài lắm, cái câu trên kia là gì ta? Quên tiền cho nên là mọi người phải ghi lại chứ mình không nhớ gì đó. Rồi đây là hình ảnh của các cơ liên quan tới dây thanh âm nha. Đây nè, mình nhìn nha, đây là hai cái sợi dây thanh âm này, thật sự dây thanh âm nó mỏng lét à, đúng không? Đây là hình ảnh cái dây thanh âm á,
cái gì anh Lâm thấy cái đường trắng đây không, mình sẽ nghĩ nó là một cái dây rất là bự, nhưng không, nó là hai cái dây mỏng lép dày, còn cái lớp màng kế bên là cơ rất là nhiều. Nhờ những cái cơ này nó co kéo dây thanh âm theo các chiều hướng khác nhau mà mình mới ra cái tiếng. Vậy thì nếu cắt đứt dây thần kinh thì nó sẽ gây liệt, mà liệt thì là nó sẽ kéo không đều, dẫn tới tiếng nó bị khàn, được chưa? Cho nên nếu mà làm về ngành nghệ thuật sẽ rất là ngại những cái trường hợp mà mổ ở vùng hầu hạ, chẳng hạn như là cái biến chứng là không tránh khỏi tuyến giáp chẳng hạn. Đúng rồi, phẫu thuật tuyến giáp nó sẽ dễ bị đứt cái dây thần kinh hoặc ngược thanh quản, nó dẫn tới là bị khàn tiếng. Nhưng mà có phục hồi không? Thì cũng có đó, nó có thể tự phục hồi nhưng mà chắc phải sau cả năm rồi, lúc đó thì lụi tàn. Mất tiếng thì thôi. Mất tiếng là khó lắm. Cơ nhẫn phải lúc sau khi co cơ sẽ là không, cái này đi đâu. Đâu rồi. Đây nè, hai sĩ hai năm nè, thật ra nó mỏng lắm. Tiếng nói thầy gọi có cái cách nào để cho nó ra tiếng nói hay là dùng quanh máy trước sau đó phát âm ra mất chơi gì mất, mình như thầy nói là về đó có nó bị khàn mà nó mất không đâu, ví dụ cắt nó bị khàn nó đâu có gì đâu mất, nó không cái tiếng nó không trong thôi, không thể cái dây thanh không hát được, cái dây thanh âm nó chỉ làm cho tiếng trong và không trong thôi, không rồi nhiều chuyện nữa lắm, nó rung ra nó tạo ra cái thanh âm chứ, tạo ra nhiều âm lắm á. Trong vấn đề phát âm cũng thấy đúng không? Rồi nếu như mà không có nói là ứ rồi không ra. Không có. Cầm mà. Không ứ được luôn. Còn ảnh hưởng. Đâu phải. Vậy vấn đề gì phát âm lúc này á, lúc này không phải là mình nghiên cứu. Cái vấn đề phát âm á, mình sẽ không có nghiên cứu trong ngành y học nữa, mà là nghiên cứu trong ngành ngôn ngữ học. Bạn học tiếng Anh rồi đúng không? Ai cũng có học rồi. Nó sẽ có những cái âm là phát âm là do, phát âm là từ ở vùng họng. Có lúc là phải dùng môi và lưỡi. Vậy thì nếu như mà mình phát âm không được, ví dụ như tổn thương ở lưỡi, bị đứt lưỡi đi, thì hiển nhiên sẽ không thể nào phát âm được những âm như âm L hay là âm R rồi, đúng không? Tại vì những âm đó là những âm dùng lưỡi. Còn nếu như bị đứt dây thanh âm sẽ không thể nào phát âm được những cái âm mới phát ra từ vùng họng, ví dụ như âm H hay là gì đó. Còn biết hữu thanh, chú gọi là hữu thanh, vô thanh, hữu thanh, thanh là hữu thanh, thanh quả. À không, tại đọc trong tiếng Anh nó ghi khác, nó không sao hết, tại vì dịch tới tiếng Việt nó khác. Cho nên á, nếu mà thật ra trong tất cả các trong cái ngành ngôn ngữ cũng phải học đọc được cái giải phẫu nữa, giải phẫu vùng hầu học, cái cơ chế phát âm rất là hay. Mà thôi được rồi, chắc mình hiểu quá. Ok, để đi cao học. Đi ra một tí nha. Không, cái này được bữa gì sớm. À không, em sẽ gửi cho mọi người.